Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các vật nuôi trong nhà qua hình ảnh và tiếng kêu nhé. Con gì? Con gì? Con vịt. Con vịt. Chim bồ câu. Chim bồ câu. Con bò. Con bò. Con trâu. Con trâu. Con ngỗng. Con ngỗng. Con ong. Con ong. Con mèo. Con mèo. Con thỏ. Con thỏ. Con ngựa. Con ngựa. Con vẹt. Con vẹt. Con chó. Con chó. Con chim. Con chim. Con gà. Con gà. Con lợn. Con lợn. Các bạn nhớ đăng ký kênh Dạy Trẻ Thông Minh Sớm để xem video mới nhất trên kênh nhé. Con chó mẹ. Con chó mẹ. Con chó con. Con chó con. Con linh dương đầu bò. Con linh dương đầu bò.
Con lợn. Con nai. Con ngựa. Con rải cá. Con rùa. Con rùa. Con cá sấu.